Đây này, Hirobi em đứng ở đây làm cái gì? Ra đây. Biết là vướng nhưng mà Hirobi. Đã. Ôi mẹ, đứng ở đây này, đứng ở chỗ đấy làm cái nếu có gì rơi á? Lên từ chỗ đấy đéo đâu. Anh không nói là em phải đứng đấy. Mẹ, anh đã bảo từ đầu là đứng từ kia rồi. Góc này thì hiệu quả gì? Góc này là bắn ai? Rồi em cứ đứng đấy em xem tí nữa xem em chết đầu không. Hết rồi, go. Hả? Bắt cù ghê quá, nó bắt cù ghê quá. Cái này là cái đéo gì? Thông minh. Thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này. Cái này là cái đéo gì? Sống không lâu rồi.